Rồi, tiếp theo cái lô này là bonsai 874. Cái lô này có 6 cây sơn liễu nha quý vị. 6 cây 300 ngàn nha. Chưa có phí vận chuyển nha quý vị. Đây, cây đầu tiên nè. Một cây. Cây thứ hai đây. Hai cây. Cây thứ ba đây. Ba cây. Rồi, ba cây ha. Rồi, tôi cho ba cây này xuống nha quý vị, đưa ba cây khác lên nha, nè ba cây nha. Rồi, 1 2 3. Cây thứ tư đây. Cây thứ năm đây. Thứ sáu đây. Rồi, nãy ba cây rồi ha. Cây này cây thứ tư. Tặng này. Cây này cây thứ năm. Cây thứ sáu. Rồi. Vậy nha quý vị. Mấy cái này về mình còn vô nhôm được hết nha quý vị. Vô nhôm vậy cái mình chỉnh sửa bẻ như muốn bẻ gì đó bẻ nha quý vị. Rồi 6 cây ba xị. À. Trên quay xuống luôn nè. Đó. Rồi 6 cây 300 nha quý vị. Chốn mì ơi.